Nước nào đông dân nhất thế giới? Trung Quốc. Anh Dương sai rồi. Ấn Độ mới là nước đông dân nhất thế giới nhé. Này thì Ấn Độ này. Đố anh Dương biết Ấn Độ là nằm ở châu lục nào? Châu Á. Anh Dương lại sai rồi. Ấn Độ là ở châu Phi nhé. Ăn này thì châu Phi này. Messi là người ở châu lục nào? Châu Mỹ. Anh Dương sai rồi. Messi là người châu Âu nhé. Ăn này thì châu Âu. Ui. Vậy đố anh Dương biết cực đông của Việt Nam nằm ở đâu? Khánh Hòa. Anh Dương sai rồi. Cực đông của Việt Nam nằm ở quần đảo Trường Sa nhé. Quần đảo Trường Sa là của tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam mà. Quần đảo Trường Sa là của tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam mà.